Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải đề của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ để kiểm tra giữa học kỳ 1 môn vật lý lớp 10 năm học 2022-2023. Câu 1. Kết quả nghiên cứu vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ, vật càng nặng rơi càng nhanh là dựa vào. Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ, rõ ràng đây là một cái phỏng đoán thôi của Aristotle đúng không? Đây là cái phương pháp gì đây các em? Phương pháp suy luận ha, một cách chủ quan, không có căn cứ ha. Thì Galileo đã dùng phương pháp thực nghiệm để chứng minh được vật nặng và vật nhẹ đều rơi nhanh như nhau. Câu 2. Theo cái đồ thị hình 7.1, vật chuyển động thẳng đều trong khoảng thời gian nào? Nhớ là chuyển động thẳng đều. Các em nhìn vào đây này, cái đồ thị là một đường thẳng này, trong cái hệ trục DOT thì cái đồ thị đường thẳng chính là chuyển động thẳng đều. Đây là chuyển động theo chiều dương. Còn phía này là chuyển động theo chiều âm nha. Nghĩa là chỗ này là đối chiều chuyển động này. Em hình dung không? Đấy. Tại vì cái độ giờ nó tăng theo thời gian. Đây chuyển động theo chiều dương, còn phía này là độ giờ nó giảm dần, giảm theo thời gian. Đây đổi chiều chuyển động đó các em. Đổi chiều chuyển động. Vậy là các em chọn đáp án là C luôn ha. 0 đến T1 và T2 đến T3. Còn khúc này là chuyển động này đứng yên nha. Khúc này là đứng yên nha. Vận tốc bằng 0. Cái đoạn từ T1 đến T2 là đứng yên. Câu 3. Vi tắc nào sau đây không đảm bảo an toàn trong phòng thực hành? Tuân thủ sự hướng dẫn của giáo viên là chắc chắn là đảm bảo rồi. Tiếp xúc với nơi có cảnh báo, tiếp xúc với nơi có cảnh báo nguy hiểm về điện, mình tiếp xúc vào mà chắc là không an toàn rồi. Câu 4. Chuyển động biến đổi là chuyển động có. Đây là chuyển động biến đổi là có vận tốc thay đổi, gia tốc thay đổi là sai nha. Biến đổi gia tốc thay đổi, vận tốc giảm dần, vận tốc có thể tăng dần, vận tốc có thể giảm dần. Hai câu này thì nó không có đầy đủ ha. Vận tốc thay đổi, thay đổi ở đây là gồm có thể giảm dần cũng có thể nhanh dần. Vậy là câu A là phù hợp này các em, câu A là phù hợp. Vận tốc thay đổi nó có thể chuyển động nhanh dần hoặc là chậm dần. Và nó có thể đều hoặc không đều nha. Nên ở trường hợp này là gia tốc thay đổi là có nghĩa là nó chuyển động nhanh dần hoặc là chậm dần nhưng mà không có đều. Đúng không? Còn nếu mà gia tốc bằng một hằng số thì dẫn đến là chuyển động nhanh dần đều hoặc là chậm dần đều. Câu này chính xác nhất. Câu 5. Chọn câu trả lời đúng về đồ chuyển là một đại lượng vector, vector D đó. Cho biết cái gì? Cho biết cái vị trí và hướng. Ở đây cho ta biết quãng đường, độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí. Đây, độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí ha. Các em chọn câu C. Đây, vector D nè. Cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí. Chính là vector nối từ điểm đầu đến điểm cuối của quá trình chuyển động. Câu 6. Ô tô đang chạy với vận tốc là 25 thì chạy chậm dần. Sau 10 giây vận tốc còn 10. Tính gia tốc. Các em dùng công thức tính gia tốc thôi. Chúng ta có gia tốc A bằng V sau trừ cho V đầu trên T sau trừ T đầu. Chính là DNT đó. V sau là bao nhiêu? Còn lại 10 này. Trừ cho ban đầu là 25 này. Chỉ cho DNT là 10 giây. Cái này sẽ là trừ 15 trên dây 10, trừ 1,5 mét trên dây bình phương. Các em chọn là bán B luôn. Câu 7. Một cái vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A, sau đó chuyển động về điểm B. Các em xác định đồ chuyển nha. Từ điểm O đến điểm A, sau đó về điểm B. Vậy là vị trí đầu và vị trí cuối là vị trí O đến vị trí B. Chính là cái vector này. Thấy không? Do đó đồ chuyển của nó sẽ là lấy tọa độ sau là trừ 2, trừ cho tọa độ đầu là 0. Vậy chúng ta sẽ có D nó bằng trừ 2 trừ cho 0 bằng âm 2 mét. Câu D. Câu 8. Để sử dụng an toàn thiết bị đo điện khi sử dụng, chúng ta cần chỉ chọn đúng thang đo
nhầm lẫn thao tác. Chọn đúng thang đo, thực hiện đúng thao tác ha. Câu 9. Biết vận tốc cano so với mặt nước đứng yên là 10, vận tốc của dòng nước là 4. Biết vận tốc của cano so với mặt nước đứng yên là 10, vận tốc của dòng nước là 4. Hãy tính vận tốc của cano khi cano đi xuôi dòng. Các em chú ý này, cái vận tốc này là vận tốc cano so với nước đứng yên, có nghĩa là đứng so với bờ á. Các em xem như là vật là cano là số 1, nước đứng yên coi như là trùng với bờ là số 3, còn vận tốc của nước là số 2, dòng nước là số 2. Các em cứ nhớ là cái số 1 là cái vật, cái 2 là cái hệ vị trí chuyển động, cái số 3 là hệ vị trí đứng yên. Vậy đề bài cho là vận tốc cano so với nước đứng yên, có nghĩa là cano so với bờ là 10, đúng không? Là 10, chúng ta có vận tốc V13 bằng 10. Vận tốc của dòng nước là thầy ghi là V, vận nước là dòng nước của so với bờ, 23 là bằng 4. Hãy tính vận tốc của cano khi cano xuôi dòng. Tính vận tốc của cano khi cano xuôi dòng. Chắc chắn là các em, nếu mà các em nhẩm nghĩ đi, 10 này là đứng yên, là dòng nước đứng yên. Khi mà có nước em đi xuôi dòng thì em cộng vào thôi. Lấy 10 cộng 14 là 14, đúng không? 14. Đó là vận tốc là 14, 10 cộng 14 là 14. Chính là vận tốc của cano khi xuôi dòng. 14 thôi, cộng lại thôi. Còn nếu đi ngược dòng thì các em lấy 10 trừ cho 4, được 6. Đó là vận tốc cano khi xuôi dòng. Có nghĩa là vận tốc cano so với nước khi xuôi dòng là 14. Câu 10. Phương pháp mô hình là phương pháp là một trong hai phương pháp nghiên cứu vật lý. Các loại mô hình nào sau đây được dùng ở trường trung học phổ thông? Mô hình vật chất, mô hình lý thuyết và mô hình toán học. Mô hình vật chất, mô hình thực nghiệm và mô hình toán học. Nhớ là ở trong trường nha. Trong trường chúng ta sẽ có là thứ nhất là mô hình vật chất, ví dụ như là mô hình phân tử nước chẳng hạn, hoặc là mô hình vỏ địa cầu. Thứ hai là mô hình lý thuyết. Mô hình lý thuyết và mô hình toán học. Đây là ba cái mô hình. Còn mô hình thực nghiệm á, thường thường là người ta không có dùng trong trong trường học đâu các. Không. 11. Người ta làm thí nghiệm thả viên bi chuyển động đi qua cổng quang điện trên máng nhôm. Phương pháp nào để xác định được cái tốc độ trung bình của viên bi khi đi từ cổng quang điện E đến cổng quang điện F? Nghĩa là em đặt cái đồng hồ ở chế độ A tương đương B để mình đo khoảng thời gian từ cổng quang điện A đến cổng quang điện B. Và chúng ta sẽ có được cái thước đo. Và các em sẽ tính được, em tính được cái gì các em? Tính được cái tốc độ trung bình bằng cách là các em đo cái khoảng cách từ cổng quang điện E đến cổng quang điện F bằng thước đo. Nó có thể chia sẵn trên cái máng nhôm rồi. Và cộng với cái chế độ này là đo thời gian để cái viên bi nó lăn từ cổng quang điện A đến cổng quang điện B nha. Từ đó các em xác định được tốc độ trung bình. 12. Lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây là của vật lý? Chắc chắn là nghiên cứu về cái dạng vận động của vật chất và năng lượng rồi. Nghiên cứu về dạng chuyển động và các dạng năng lượng khác nhau. Câu 12 mình chọn C nha. 13. Đơn vị đo gia tốc là mét chia giây bình phương. Mét trên giây bình phương là đơn vị gia tốc. Cái này là không phải rồi. Đây là vận tốc nha, mét trên giây. Đây là sai rồi. Câu 14. Vật chuyển động thẳng có độ chuyển D1 tại thời điểm T1 và có độ chuyển D2 tại thời điểm T2 nha. Cái độ chuyển D1 chính là cái vector nối từ cái điểm ban đầu đến cái điểm thứ nhất ứng với thời điểm T1. Giống như chúng ta làm bài nãy đó. D2 cũng vậy. Từ đó các em sẽ có được cái vận tốc trung bình, thì các em chỉ cần lấy cái gì? Lấy cái D2 trừ cho D1 nha. Chia cho T2 trừ T1 nha. Giống như chúng ta hiểu rằng lấy tọa độ sau trừ tọa độ đầu vậy nha. Chia T2 trừ T1, câu A. Câu 15. Trong chuyển động thẳng đều, đồ thị mô tả sự phụ thuộc của độ chuyển vào thời gian. Đồ thị mô tả sự phụ thuộc thẳng đều nha.
phụ thuộc của độ dịch chuyển vào thời gian là một cái đường thẳng ha. Đô thị này, độ dịch chuyển theo thời gian DOT. Chắc chắn đô thị của nó phải là một đường thẳng đúng không? Tại vì nó thẳng đều, đường thẳng này, đường gấp khúc, đường cong và đường tròn. Chắc chắn là câu A đường đường thẳng là đúng không? Đường thế này có thể đi qua góc tọa độ, hoặc là nó xuất phát từ một điểm vào đó, nó không ở vị trí, không có ở vị trí góc tọa độ, nó tóm lại là đường thẳng ha, đường gấp khúc câu A. Câu 16, gọi A ngang là giá trị trung bình, còn delta A DC là sai số dụng cụ. Một là sai số dụng cụ người ta sẽ cho theo cái người ta sẽ cho trong đề, hoặc là cho theo bằng kết quả một nửa độ chi nhất của dụng cụ đo. Delta A ngang là sai số ngẫu nhiên trung bình của các lần đo. Delta A là sai số tuyệt đối. Cái sai số tuyệt đối này nó bằng gì các em? Bằng delta A ngang là sai số ngẫu nhiên trung bình, tuyệt đối trung bình cộng cho sai số do dụng cụ. Chưa? Delta A này bằng cái này. Từ đó mình có được sai số tỷ đối là các em lấy sai số tuyệt đối chia cho A ngang nhân 100%. Đây là công thức tính sai số tỷ đối ha, để xác định được độ chính xác của phép đo. Câu số 17, cho bảng đường S bằng 0,5m và bảng giá trị đây. Các em tính tốc độ trung bình. Tính tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình thì gì? V, tốc độ trung bình thì bằng quãng đường. Ở đây chỉ có một giá trị quãng đường thôi, coi như cái S trung bình này bằng S luôn, chia cho T trung bình. Chưa? S là 0,5. Chia T trung bình, T trung bình là các em cộng 3 lần lại chia 2 nha. Chia 3 nha. Chúng ta có 77, 80, 76. 0,7776. Vậy mình có thể là 0,778 nha, sắp xỉ 0,778. Rồi. Thì lấy 0,5 chia cái này. Kết quả nó sẽ bằng là 0,643. 0,643. Câu C. Câu 18. Dùng một thước đo có độ chi đến mm đo khoảng 5 lần. D là khoảng cách giữa hai điểm A B đều cùng một giá trị này. Nghĩa là mình đo 5 lần thì khoảng cách giữa hai điểm A B đều cùng giá trị này. Kết quả đo được viết dưới dạng là, kết quả đo được viết là D á, nó sẽ bằng gì các em? D trung bình, không? Bằng khoảng cách trung bình cộng trừ cho delta D là sai số tuyệt đối trung bình. Đây là sai số tuyệt đối của phép đo. Và cái sai số này nó bằng gì? Bằng delta D trung bình. Do cái D này đo 5 lần như nhau nên chúng ta có delta D trung bình bằng 0. Hiểu không? Delta D trung bình nó bằng delta D1 cộng delta D2 cộng delta D3 cộng delta D4 đến D5 chia cho 5. Nhưng mà do delta D1 bằng 0 rồi, tại vì cái D trung bình nó cũng bằng cái D này luôn. Đúng không? Tại vì 5 lần đo như nhau mà đâu có sự chênh lệch đâu, nên D trung bình nó vẫn kết bằng kết quả này. Do đó delta D nó bằng 0. Từ đó mình có được cái sai số delta D này. Nó bằng sai số do dụng cụ, bằng delta D dụng cụ luôn. Đúng không? Nó không có delta D trung bình. Mà delta D dụng cụ để cho là độ cái thước đo này đến mm, có nghĩa là cái độ chi nhất của nó là 1 mm. Thì cái độ chi của nó 1 mm thì các em chia cho 2 đi thì ra được 0,5 mm. Sau đó mình đổi về mét nha, tại vì kết quả đo là mét. Em đổi về mét nó bằng 0,00 là 3 số 0 rồi này. 0,5 mét. Đấy. Lấy 0,5 chia cho 1000 á, mình ra được kết quả này. Vậy kết quả nó sẽ bằng D ngang cộng cho, em bỏ lỗi hai con này nha. Hai con này giống nhau, nhưng mà kết quả em biết, em thường thường viết này ở phía sau này có số phẩy, nó có 4 chữ số. Không? Ở đây mình nên viết ở phía sau nó 4 chữ số nha. Đây, 4 chữ số sau cho phẩy này. Đấy, câu D. Nên viết hay như vậy ha. Câu 19, đồ thị đồ chuyển thời gian của vật chuyển động như hình vẽ. Vật chuyển động như thế nào đây? Các em kiểm tra câu 19.
Em thấy này, đây là độ chuyển là trục hướng lên này, thời gian này, hoặc đi xuống này, có nghĩa là đi ngược cái D này, chắc chắn là ngược chiều dương rồi. À, đi ngược chiều dương này. Các em cứ nhớ là cái vector OD là cái D này là D dương này. Nhưng mà khi mà mình nhìn vào đồ thị mình thấy nó đi xuống không? Cái độ dốc nó bị âm xuống này. Yeah. Do đó này là nó đi ngược với chiều dương. Nó đi ngược với chiều dương. Ha. Với tốc độ bao nhiêu thì em tính ra. Ngược chiều dương. Này sai nè. Tốc độ thì mình tính bằng gì? À, tính tốc độ. Các em nhìn nó đi theo một chiều thôi này. Từ giây thứ 0 đến giây thứ 3 đi theo một chiều, nên cái quãng đường nó bằng cái D này. Tuy D là nó âm rồi đó. Nhưng mà các em nhớ là cái quãng đường á, cái độ lớn của quãng đường nó bằng cái D, bằng độ lớn của D. Nha, bằng 60 á. Được chưa? Hiểu không? Ví dụ nha, thầy vẽ trục cho em hình dung này. Đây là trục thời gian nha, ở giây thứ 0 này. À, ở đây không, trục này trục D đi. Ở giây thứ 0 này, ở chỗ này. Sau đó là gì? À, ở giây thứ 0 ở vị trí 60 chứ. Đây. T bằng 0. Sau đó nó đi đến giây thứ 3. Nó lùi lại, giây thứ 3 nó lùi lại đến vị trí 0. Đó. Thấy không? Lùi lại vị trí 0. Nó đi ngược chiều dương này. Tại vị trí đầu nó ở vị trí là 60. Nhưng mà sau thời gian 3 giây nó đi về lại vị trí tốc độ là 0. Ha. Vậy là mình sẽ có được cái tốc độ bằng quãng đường chính là 60 chia thời gian là 3 bằng 20. Vậy là tốc độ là 20 km/h. À, nhiều em mà họ tham khảo sách khác thì các em thấy rằng các em có thể như thế này, x này, trục O này. Thời điểm ban đầu này, lúc T bằng 0 này. Và ở vị trí tọa độ x bằng 60 này. Sau đó thời điểm T bằng 3 giây này thì bật ở vị trí này. Đó. Do đó vector độ dời là vector hướng từ đây này này. Vector nó từ vị trí đầu đến vị trí cuối. Nó chỉ hướng ngược chiều dương và độ lớn của nó D á. Nó cái D cái độ dời nó bằng là trừ 60. Cái tọa độ sau là 0 trừ tọa độ đầu là 60 ra được 60. Còn độ lớn độ dời là bằng 60. Bằng quãng đường, trường hợp này là không có độ chiều. Nha. Câu 20. Đối với một vật chuyển động, đặc điểm nào sau đây chỉ là quãng đường đi được, không phải độ dịch chuyển? Là quãng đường đi được, không phải độ dịch chuyển. Có thể có độ lớn bằng 0. Không thể có độ lớn bằng 0. Khả năng là câu C hoặc câu D á. Đặc điểm nào sau đây là chỉ là của quãng đường, không phải độ chuyển nha các em, chỉ là của quãng đường. Câu này đọc hơi khó, hình dung đúng không? Câu này cũng có trong sách bài tập á. Không phải có độ chuyển. Của quãng đường thì quãng đường không thể có độ lớn bằng 0. Quãng đường thì không thể nào có độ lớn bằng 0 được. Nó phải lớn hơn 0 chứ, quãng đường đi được phải lớn hơn 0. Thì nó không thể nào bằng 0 được đúng không? Này, cái câu này đúng nè. Chọn này luôn. Còn có thể có độ lớn bằng 0 là sai. Quãng đường sẽ có đặc điểm là độ lớn bằng 0. Đúng không? Rõ ràng không thể có độ lớn bằng 0. Nhưng mà độ chuyển này không phải độ chuyển đúng này. Tại vì độ chuyển này có thể có độ lớn bằng 0. Nha. Do đó câu B thỏa mãn. Cả điều kiện là quãng đường đi được không thể có độ lớn bằng 0. Đúng. Và độ chuyển thì có thể có độ lớn bằng 0. Do đó nó không phải là đặc điểm của độ chuyển ha. Câu B. Câu 21, tính chất nào sau đây là của vận tốc, không phải của tốc độ? Tính chất nào sau đây là của vận tốc, không phải của tốc độ? Có phương xác định. À, không thể có độ lớn bằng 0. Tính chất nào sau đây là của vận tốc? Vận tốc thì có thể có độ lớn bằng 0 nha. À, vậy là câu này là sai rồi. Không phải đặc điểm. Tính chất nào sau đây là của vận tốc mà? Vận tốc
vận tốc là có thể có lớn bằng không, trong khi câu B nó ghi là không thể là sai, đúng không? Vận tốc là phải có phương xác định, có chiều xác định, phương chiều xác định, vậy là câu A rồi. Còn rõ ràng có phương xác định là không phải là của tốc độ, đúng rồi, tại vì tốc độ nó chỉ biết cho biết được mức độ nhanh chậm của chuyển động, cho biết độ lớn của chuyển động thôi, đặc trưng là sự nhanh chậm của chuyển động thôi, chứ nó không có quan trọng về phương chiều nha. Còn hai này đều có đơn vị là km/h hoặc là m/s thì không thể nó không có thỏa mãn cái điều kiện này. Rồi chúng ta vào phần tự luận nha. Cano chạy thẳng đều xuôi dòng trên một đoạn sông. Sau 15 phút cano chạy hết cái khoảng cách giữa hai cái phao AB cách nhau 4,5 km. Biết tốc độ dòng nước là 6, tính vận tốc của cano so với nước. Ở đây là mình đi tính vận tốc V12. Nhớ là 2 là nước, 1 là vật là cano, 3 là khoảng cách giữa hai điểm AB ở cắm vào trong cái đất nên là số 1. Vậy là từ đây các em thấy rằng á, khoảng cách giữa hai cái phao là 4,5, thời gian chạy là 15 phút là các em sẽ tính được cái vận tốc tuyệt đối ha. Chúng ta có vận tốc tuyệt đối. Quay của cano so với bờ hay là so với hệ vị trí đứng yên là so với bờ đi. Đó là V13 bằng quãng đường, chính là bằng khoảng cách AB chia cho thời gian. Thay vào 4,5 km chia cho 15 phút là chính là 1/4 giờ. Em lấy 15 phút thì em đổi ra 15/60 nha, bằng 1/4 giờ, chính là bằng 0,25 đó. 15/4 vậy là 18 km/h chính là vận tốc tuyệt đối của cano. Tiếp theo các em biết được vận tốc dòng nước rồi mà cano này đi xuôi hay là ngược em. Tính vật vận tốc cano này chạy xuôi dòng. Vậy thầy có được cái vận tốc của nước so với bờ nè. Chúng ta là vận tốc kéo theo. Các em có thể không dùng cái từ này cũng được nha. Các em ghi vận tốc của nước, vận tốc kéo theo của nước so với bờ. Thì ghi nó là V, nước là 2, bờ là 3, bằng 6 km/h. Chúng ta áp dụng công thức cộng vận tốc. Công thức cộng vận tốc là mình có được với V13 sẽ bằng V12 cộng V23. Rồi đến đây các em có thể là thấy rằng cái V chuyển động xuôi dòng nên V12 và V23 đều là cùng chiều. V12 cùng phương, cùng chiều với V23. Các em đi bằng chữ nha, thì viết tắt á, hai cái này là hai cái mũi tên, cùng phương cùng chiều nha. Từ đây mình sẽ suy ra độ lớn V13 bằng V12 cộng V23. Từ đó mình rút ra cái V12 chính là vận tốc của cano so với nước, là vận tốc tương đối đó, thì bằng V13 trừ cho V23. V13 thì tính ra này, 18 trừ V23 là 6, bằng 12 km/h. Hiển nhiên hợp lý đúng không? Giống như vận tốc tuyệt đối là 18 mà trong khi vận tốc tương đối là 12 cộng cho vận tốc của nước là 6 nữa là 18. Câu này cũng khá đơn giản, nhưng vấn đề mình trình bày theo công thức thôi là nó hơi phức tạp một xíu, nhưng mà nhiều em nhẩm cũng đã biết được kết quả rồi nha. Rồi chúng ta qua câu số 2. Câu 2 là cho đồ thị được chuyển theo thời gian trong chuyển động thẳng của vật được vẽ như hình bên, xác định vãng đường đi được và độ chuyển sau 60 giây trong chuyển động. Vãng đường thì các em thấy rằng nó đi từ giây thứ 0 đến giây thứ 25, đi được cái độ dời là 25, chính là bằng quãng đường S bằng 25 phút này. Đoạn này đứng yên nên quãng đường không có bằng 0, nó bằng 0. Cái đoạn BC này á là cái quãng đường nó bằng độ lớn của độ chuyển. Độ chuyển ở đây là từ đây đến đây là nó đi từ khúc đây. Là nhiêu các em?
Đây này là nhiêu? 10, 20, 30 đúng không? 30. Không. 25 thôi. Đây 25. Đây 50. Vậy là 50 cộng 25 là quãng đường mình có được là 75 đúng không? Vậy là chúng ta sẽ có bài 2 này. Để ghi trong đây luôn này. Quãng đường trong đi được trong 60 giây ha. Quãng đường đi được sau 60 giây là S bằng 50 cộng 0 là đoạn AB nha. Rồi, cộng cho 25 bằng 75 m. Yeah. Tiếp theo các em tính độ dời. Độ dời là cái vị trí đầu đến vị trí cuối này. Vị trí đầu là ở vị trí gốc tọa độ 0, vị trí cuối là điểm C là ứng với vị trí là 25. Vậy cái độ dời của nó là 25 và hướng theo chiều dương nha. Tại vì độ dời ở đang dương đó các em. Để phải nói thêm cái hướng của nó nha các em. Rồi về độ dời. Độ dời sau 60 giây là D là bằng vectơ OC này, chính là bằng 25 và vật dịch chuyển theo chiều dương. Nhớ mình nói thêm hướng nữa, tại vì độ dời mình mới nói về độ lớn thôi. À, mình phải nói thêm cái hướng nữa và dịch chuyển theo chiều dương. Chiều dương đi. À. Tại vì D nó lớn không? Rồi chúng ta qua câu số 3. Một cái người thợ cần chuyển một cái vật trang trí lên đỉnh của một cái thò tháp cao là H. Đây là ví dụ như mặt đất này. Để phát cái hình này mình vẽ chung. Sau đó mình di chuyển một cái vật lên độ cao là H. Bằng một cái rồng rọc đúng không? Cố định được treo tại C. Coi như cái vị trí này chính là cái điểm treo rồng rọc cố định cao này. Chính là điểm C. Mặt đất là thầy gọi là D đi. Người đó cầm một cái sợi dây kéo vật bằng cách cầm một đầu dây kéo đi từ mặt đất bằng phẳng theo hướng ra xa chân tháp. Biết rằng dây không giãn, ban đầu sợi dây căng và thẳng đứng, hai đầu vừa chạm đất. Có nghĩa là ở đây mình có một cái sợi dây bắt vào rồng rọc ở đây này. Đây là cái rồng rọc cố định đó, một cái sợi dây đây. Ở đây móc móc vật vào. Bên đây là mình một người này đứng đây kéo. À, dây này chạm đất ha, dây này, này chạm đất kéo. À, mình hình dung như thế nên lúc này chiều dài sợi dây nó bằng hai lần chiều cao của tháp nha các em. À, từ điều kiện đề bài á, chúng ta có là chiều dài sợi dây này, chiều dài của sợi dây, sợi dây này không có giãn á, là L bằng 2H nha. Đó, tại vì hai cái đầu dây này này nó vừa chạm đất, do đó cái chiều cao của nó bằng một nửa chiều dài sợi dây thôi. Rồi sau đó người ta gì, khi vật mà người ta kéo dây, một đầu dây ra kéo đi ngang thế này, kéo đi ngang thế này, thì dẫn đến là khi vật đến đỉnh, nghĩa là khi cái vật này chạy đến đỉnh thì người B sẽ cách A là 90. Nghe đi ra đây thì lúc này đây, người B ở đây sẽ cách A là chỗ này, là A rồi hả? Mình đặt cái này, cái A đi. Đó là 90, nghĩa là khoảng cách này là 90. Chà. Khi là cái vật đến đỉnh á, vật đến đỉnh thì lúc này á, là người B đi ngang thế này, đến đây. Thì lúc này cái vật sẽ lên đến đỉnh thì cái đường BC này này chính là bằng chiều dài của sợi dây này. Chính là bằng 2H, BC bằng 2H. Nha. À, khi người ấy
khi người kéo sợi dây. Thì đề bài đi, công ghi lại nhé. Thì đề bài chúng ta có BC này, thì hình vẽ nó có BC bằng chiều dài sợi dây là bằng 2h, BC bằng 2h. Tại vì khi mình kéo sợi dây ra thì dẫn sợi dây nó căng ngang ra thì cái vật này lên đến đỉnh, thì chiều dài sợi dây này chính là nó bằng cái đoạn BC này luôn, bằng đường chéo luôn các em, đường chéo này. Rồi, tính độ cao thì rõ ràng các em dùng Pythagore thôi. Nào, chúng ta áp dụng định lý Pythagore. Là bài này giống như một cái bài lớp 9 thôi. Lý Pythagore. Chưa, chúng ta có là trong tam giác ABC vuông tại A. Ta có là BC bình phương bằng AC bình phương cộng cho AB bình phương. Cái này là 2H tất cả bình bằng AC chính là H bình cộng 90 bình. Lúc này là 4H bình, bên đây 1H bình chuyển qua là còn 3H bình phương bằng 90 bình phương. Dẫn đến là suy ra được H bình phương sẽ bằng 90 bình chia 3. H sẽ bằng 90 phần căn 3. Thì bằng 30 căn 3 mét. Đây là chiều cao của cái tòa tháp. Vậy chiều cao của tòa tháp là 30 căn 3 mét. Chưa? Rồi. Cảm ơn các em theo dõi video này nhé. Chúc các em thi tốt nhé.